ông Lê Ngọc Châu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định số 989 QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đối với ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Ông Lê Ngọc Châu sinh ngày 26 tháng 1 năm 1972, quê quán xã Tả Thanh Hoai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Lê Ngọc Châu từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Tháng 3 năm 2019, ông Lê Ngọc Châu giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đến tháng 10 năm 2019, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Tháng 3 năm 2022, ông Lê Ngọc Châu được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tháng 4 năm 2022, Đại tá Lê Ngọc Châu được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng. Ngày 27 tháng 8 năm 2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Ngày 4 tháng 9 năm 2024, ông Lê Ngọc Châu được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17 bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 đến 2026.